Chào đón quý vị đang quay trở lại với chương trình Gia đình siêu đẳng. Và chương trình Gia đình siêu đẳng của chúng tôi là một chương trình truyền hình thực tế dành cho các bé từ 8 tới 12 tuổi tham gia thi đấu cùng với gia đình và người thân của mình. Thưa quý vị, ở tập 1 của bảng D thì chúng ta đã có một kỷ lục mới dành cho gia đình của bé Nguyệt Tuyền với kỷ lục là 9 phút 27 giây. Và hôm nay 6 gia đình mới cũng đang rất sẵn sàng, đúng không Bay Vô? Đúng rồi, và 6 gia đình của họ đang đứng chờ ở sân khấu. Hãy cùng gặp gỡ họ đi nào. Và chúng ta hãy cùng gặp gỡ với gia đình của bạn Avi. Tiếp theo đó chính là gia đình của bé Nhã Kỳ. Và tiếp theo đó là gia đình của bạn Phúc An. Và cũng là một đội màu cam rất là nổi bật, gia đình của bé Phú Quý. Gia đình tiếp theo là gia đình của bạn Gia Hân. Và đây sẽ là gia đình cuối cùng, gia đình thứ 6 trong ngày hôm nay, gia đình của bạn Đức Linh. 6 gia đình cũng đã gặp gỡ nhau rồi và chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu qua luật chơi ngày hôm nay. Ở thử thách đầu tiên thì các gia đình của chúng ta sẽ thực hiện đó chính là thử thách đan sọt. Sẽ có 30 sợi nan tre, các bé sẽ truyền sợi nan tre này cho bố và mẹ, một người bên trong, một người bên ngoài. Đưa được 30 sợi nan tre này vào bên trong chiếc sọt của chúng ta làm sao cho ngăn nắp và đúng tiêu chuẩn của ban tổ chức. Vậy là chúng ta sẽ qua được thử thách 1. Và thử thách tiếp theo, chúng ta có 5 con ngựa với 5 bia đỡ. Và nhiệm vụ của các bé là sẽ sử dụng những ngọn lao và để ném thật chính xác vào đó. Ở mỗi con ngựa chúng ta có tối đa 5 lượt ném. Trong trường hợp chúng ta ném trúng ở phát đầu tiên, phát thứ hai hoặc bất kỳ một phát nào thì chúng ta có thể vượt qua vào con ngựa tiếp theo. Và ở thử thách tiếp theo là các thành viên của chúng ta phải làm sao trong thời gian nhanh nhất dàn trải là con đường này không còn khó khăn, để bé của chúng ta khi đeo bao cát vào rồi thì có thể vượt qua trong thời gian nhanh nhất. Và sau đó thì bố mẹ sẽ lần lượt quay về vị trí của bé. Và ở thử thách cuối cùng, nhiệm vụ của phụ huynh đó chính là sử dụng 12 quả cầu mây ném vào thuyền địch. Và đích đến chính là một lá cờ màu đen chứng tỏ rằng chúng ta đã phá được thuyền địch. Và nhiệm vụ cuối cùng còn lại của bé đó chính là sẽ phải tự tay chèo thuyền di chuyển tới thuyền giặc và thu lại chiến lợi phẩm và sau đó chèo thuyền về đích. Tất cả chúng ta sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng luôn nào. Và bây giờ chúng ta hãy bắt đầu chương trình ngày hôm nay với chương trình Gia đình siêu đẳng. Hãy cùng chào đón với gia đình đầu tiên, đó chính là gia đình của bạn Phúc Khang. Chào khán giả đi con. Wow, gia đình của bạn Phúc Khang rất là tuyệt vời với màu sắc cam ngày hôm nay, đúng không? Mình sẽ là cơn lốc màu da cam, đúng không ba? Đúng không Phúc Khang? Là bây giờ Phúc Khang hãy giới thiệu họ tên đầy đủ của mình bao nhiêu tuổi rồi, mình tham gia cùng ai trong cuộc chơi ngày hôm nay cho chú biết được không? Con tên Đỗ Phúc Khang, năm nay con 11 tuổi. Người tham gia cùng con là anh con và ba con. Chú hy vọng rằng gia đình của chúng ta sẽ phá vỡ được kỷ lục hiện tại là 9 phút 27 giây để có thể đặt một chân vào vòng gala ở trong trận chung kết, để chúng ta có một cái phần thưởng lớn hơn, đó chính là 15 triệu. Còn bây giờ nếu như chúng ta đứng hạng nhất ở bảng D ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ có một phần thưởng giá trị là 5 triệu. Cả nhà ghi nhớ chưa ạ? Dạ đúng rồi. Rồi cả nhà chúng ta sẵn sàng chưa nào? Sẵn sàng. Rồi sẵn sàng cho ba Sô mượn mic nha. 3, 2, 1, bấm nút. Và trong thử thách đầu tiên ngày hôm nay đòi hỏi sự khéo léo của đôi bàn tay và sự nhanh nhẹn của cả gia đình, bởi vì ở trong phần thi này cả gia đình của chúng ta sẽ phải vượt qua thử thách đó chính là đan sọt. Con đưa những sợi dây cho ba xong mình chạy về mình lấy những cái nan tre đưa tiếp tục lại cho anh hai của mình. Cả nhà chúng ta phải nhanh lên, bởi vì ở trong phần thi đấu này các gia đình thi trước họ đã hoàn tất phần thi này với thời gian cũng vô cùng ấn tượng. Sự uyển chuyển chưa khó cho lắm, nhưng mà bắt đầu thấy là có thể là đã quen tay dần hơn rồi. Phần thử thách này đó gắn liền với tuổi thơ của vị danh tướng Phạm Ngũ Lão chúng ta. Ngày xưa vì gia đình rất là nghèo khó, nghề mà để có thể mưu sinh kiếm sống được của danh tướng Phạm Ngũ Lão với mẹ của mình đó chính là đan sọt và bán những cái sọt này bên vệ đường. Và đây cũng chính là mô phỏng mà chương trình Gia đình siêu đẳng chúng tôi muốn cả gia đình của chúng ta làm lại một lần nữa để biết ngày xưa những công đoạn làm ra những chiếc sọt này nó gian nan và khó khăn như thế nào. Đúng rồi, nhanh lên đưa cho ba kìa, ba đang đứng chờ, đừng bao giờ mất thời gian về những việc này. Đưa xong mình quay trở lại mình lấy nan tre. Hết dây rồi con, đưa dây cho anh, nhanh lên liền, nhanh lên, đúng rồi. Hy vọng ngày hôm nay ba cũng sẽ là một tấm gương rất là sáng để cho hai chàng trai nhỏ bé của mình noi theo, bởi vì mình đang rất là chăm chỉ làm công việc của mình đó nha. Rồi hết dây, đưa liền, nhanh lên đừng mất thời gian nữa, chúng ta còn một sợi cuối cùng. Minh Ngọc đang đứng đợi các bạn rất lâu từ bên kia rồi, cố lên, chỉ còn một sợi cuối cùng.
Bây giờ nhiệm vụ con sắp tới là chuẩn bị leo thật nhanh lên con ngựa nha. 3, 2, 1, di chuyển đi nào. Tách mới đi nào, qua đây, qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Anh trai ơi. Bây giờ ba với các anh trai sẽ đưa lao cho bạn của ta phóng nào. Rồi nhanh lên con, phóng đi con. Nhanh lên, tiếp tục, mất thời gian quá rồi. Rồi, 7 phút rồi con ơi, nhanh lên con, nhanh lên. Tiếp tục, rồi, thêm một cái nữa đi con. Rồi, di chuyển qua con ngựa tiếp theo. Ráng lên Khang, ráng lên Khang. Bây giờ 7 phút rồi, không sao cả, ráng lên nha. Mình là gia đình đầu tiên, sẽ hơi bị trong gai một chút xíu. Tập trung lại chút xíu nha, phóng lao nào. Nhanh, ba và anh trai thay phiên nhau luôn đi ạ, thay phiên nhau luôn đi ạ, đừng có truyền cho nhau. Thay phiên nhau luôn đi ạ. 1, 2, 3, tiếp tục luôn, tiếp tục, 3 rồi ạ. 4, phóng đi Khang ơi. Tiếp tục, cây cuối cùng. Rồi, cây cuối cùng, cây thứ 5. Rồi, Khang ơi, di chuyển qua con ngựa tiếp theo đi con. Wow, có vẻ là gia đình đầu tiên ngày hôm nay hơi bị khó khăn một chút xíu cho vấn đề là thời gian đúng không nào? Có thể là chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng mà Ngọc nghĩ rằng là cũng nên phối hợp tiếp tục để mình có thể là có được một cái thời gian tốt nhất. Ủa Khang ơi, ráng lên con ơi, ráng nha, bây giờ mình nhắm nè, nhắm điểm đến cuối cùng. 1, 2, 3. Rồi, tiếp tục. Rồi, ba giúp bé lên đi ạ, ba giúp cho bé lên. Rồi, Khang ơi, phóng đi con, phóng đi nhanh lên. 1, 2, 3. Rồi, qua luôn, giỏi lắm. Còn một điểm cuối cùng con phải dùng lao nha. Nhanh lên nào, anh trai đưa lao cho bé liền nào. Rồi, Khang, 1, 2, 3. Rồi. Cái này là quăng lao chứ không phải là phóng lao nha con. Phóng là con phải nhắm bắn một cái, hiểu không? Nhắm vô, nhanh lên ba ơi, ba và anh trai ơi, nhanh lên. 1, 2, 3. Rất tốt, nhưng mà chưa trúng, không sao. 1, 2, 3. Rồi, đi đi ạ. Rồi, bước lên nào. Rồi, anh trai lên phụ ba phía trên đi anh trai ơi. Ráng anh Khang, con phải đi thật bình tĩnh nha, đi từ từ thôi, không có gì hết nha. Đúng là người ta nói mà, lửa thử vàng, gian nan thử sức, không sao, ráng lên chàng trai. Rồi. Ba ơi, ba và anh trai ơi, giúp cho bé cột lại cái phần túi cát đi ạ, nhanh lên đi ạ. Rồi, con bước chân qua cho anh trai đi con, để anh cột lại cho con. Cột chắc lại nha, chứ không là rớt nữa đó. Rồi, đi đi Khang. Tiếp tục đi Khang. Ráng lên Khang. Chạy luôn đi Khang ơi, chạy đi nhanh lên đi con. Từ từ nha, bình tĩnh nha, từ từ. Rồi, ba và anh trai chuẩn bị về vị trí của mình luôn đi ạ. Khang ơi, ráng lên con ơi, ráng lên nào. Thời gian rất quan trọng nha. Rồi, bây giờ là ba và anh trai bắt đầu đi ạ. Bắt đầu hành trình của mình luôn đi nào mọi người ơi. Ráng lên con ơi, ráng lên nào. Bình tĩnh, rồi. Không cần chạy lại, lên luôn đi con ơi, lên luôn. Ráng lên. Rất giỏi. Chờ anh hai xong. Anh hai leo xuống quăng mũ rơm lên. Rồi ba chạy qua đem mũ rơm lên. Ba chạy qua bỏ rơm lại đi ba ơi. Rồi anh hai đi qua tranh thủ thời gian ném đi anh hai ơi. Rồi anh hai ném đi. Wow, di chuyển leo lên. Và bạn Phúc Khang, chàng trai nhỏ của chúng ta ngày hôm nay sẽ được một lần trải nghiệm thú vị về kỹ năng chèo thuyền. Ba có thể hỗ trợ, ba sẽ chỉ là chèo hai cái nè, chèo hai cái bên đây. Rồi, hai cái bên đây. Đúng rồi, bên kia chính xác rồi. Bạn Phúc Khang của chúng ta đã nắm được kỹ năng rồi. Rồi, hai cái bên kia, đúng rồi, hai cái bên kia. Rồi, bám vô mạn thuyền liền. Lấy tay bám vô, đừng có bỏ nái chèo ra. Rồi, con hãy thu hoạch chiến lợi phẩm của chúng ta đi nào. Rồi, bỏ vô thuyền, bây giờ chúng ta sẽ phải di chuyển. Đúng rồi, cậu bé rất là thông minh đúng không? Và bây giờ, ba hãy hướng dẫn đi nào. Và thời gian cũng đã trôi qua rất là nhanh. Gần 9 phút rồi, bé Khang ơi, con phải cố gắng lên nếu như chúng ta muốn phá vỡ kỷ lục ngày hôm nay. Bữa nay Ngọc nghĩ là sau cái đợt này chắc là về đòi đi xuồng máy chứ không đi xuồng tay nữa đâu. Chắc chắn luôn á, không sao đâu. Đúng rồi. Rồi, con cứ quay mặt về phía này đi là nó sẽ tự thuyền di chuyển luôn. Ba đứng đây đi ba ơi, đứng đây đi ba. Rồi, anh trai ơi đứng đây chuẩn bị đón em lên nè. Nhanh lên Khang ơi. Rất tốt rồi Khang. Rồi, hấp vô, lên. Lên Khang ơi, Khang nhanh lên, chạy lên, đúng rồi, giỏi quá. 1, 2, 3. Tuyệt vời. Ngày hôm nay thì với anh trai và cùng với ba của mình thì Khang cũng đã rất là cố gắng đúng không nào. Bây giờ sẽ là kết quả của gia đình bé Khang của chúng ta. 14 phút 43 giây.
xem rằng là vẫn chưa thể nào phá vỡ được kỷ lục 9 phút 27 giây trước đây của gia đình bé Nguyệt Tiền đúng không nào? Nhưng mà không sao, vẫn còn rất nhiều gia đình mà. Bây giờ sẽ là gia đình tiếp theo. Và bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ họ đi nào. Chào khán giả đi con. Yeah. Gia đình này rất là dễ thương. Ai là người chọn cho gia đình mình cái màu hồng này vậy con? Dạ là chị. Và ngày hôm nay Giang Ngân ơi, con tham gia cùng với chị và người kế bên con là ai nè? Là anh. Ngày hôm nay có hai trụ cột bên cạnh rồi, con không còn gì phải lo ngại nữa. Cả nhà có tự tin không ạ? Tự tin. Wow, và tất cả mọi người cũng đã sẵn sàng rồi, cho chú xin cái micro nha. Rồi, sau 3 tiếng đếm của chú thì cả nhà của chúng ta sẽ xuất phát nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Trời ơi, xuất phát một cách gọi là đi chơi đùa hả? Cưỡi ngựa xem hoa hả con? Sao vậy? Mình đang đua đó. Mình đang đua. Ừ. Đó, bây giờ thì có lẽ là gia đình của bạn Gia Ngân đã quay trở lại với cuộc đua rồi. Và không còn sự chỉnh mãn nữa. Và cả gia đình của họ đang chơi một cách rất là tập trung. Và ở trong phần thi này gắn liền với một giai thoại về tuổi ấu thơ của vị danh tướng nông dân của chúng ta, chính là vị danh tướng Phạm Ngũ Lão. Tuổi thơ của ông gắn liền với công việc đan sọt và bán những chiếc sọt này cho người đi đường. Và hy vọng rằng sau trải nghiệm thú vị về công việc đan sọt này thì cả gia đình của chúng ta cũng sẽ biết thêm một kỹ năng rất là thú vị đúng không nào? Sự hợp nhất của cả gia đình đã giúp cho gia đình của bạn Gia Ngân đang tiến triển rất tốt trong phần thử thách này. Tập trung, cố gắng lên, đừng để thời gian trống. Luôn luôn sự động viên giữa các thành viên với nhau luôn luôn là yếu tố quan trọng để quyết định chiến thắng trong mọi cuộc chơi. Cố lên nào, 4 phút trôi qua. Những người trẻ thì chúng ta luôn luôn năng động, những người trẻ thì chúng ta luôn luôn làm mọi thứ một cách nhanh chóng đúng không? Vậy thì bây giờ cũng phải nhanh tay lên, bởi vì thời gian bây giờ không còn ủng hộ cho chúng ta nữa. Cố lên nào, sợi cuối cùng rồi. Rồi chị tranh thủ bước ra đi, Rồi di chuyển đi con, cả nhà di chuyển đi anh. Rồi. Rồi Ngân ơi, hay quá. Lên đi, hồi chân con dài con tự lên luôn đi con, hay quá. Hay quá. Lấy lao cho bé đi nào, em. Đúng rồi Ngân, 1, 2, 3. Mạnh lên nữa Ngân. 1, 2, 3. Còn không là phải 5 cái mới được qua tấm bia này nha. Rồi, 5, qua. Ngân ơi, ráng phóng mạnh lên để mình không mất thời gian vào cái phần phóng lao này nha Ngân. Rồi, đỡ bé lên đi em. Đúng rồi, đỡ em gái mình lên đi. Ráng lên nha Ngân, Ngân phóng thật mạnh vào cái tấm bia luôn. Mạnh nữa là được, ráng mạnh nữa là được. Gia đình cô bé màu hồng này ở đây thì có vẻ là cũng hơi bị khó khăn ở thử thách đầu tiên đúng không quý vị? Nhưng mà không sao, chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nữa. Một cây cuối cùng. Rồi, qua điểm tiếp theo luôn, nhanh luôn, điểm tiếp theo. Hay quá. Với đôi chân rất dài và số ký cũng rất là nhẹ, không sao hết. Tiếp tục luôn Ngân ơi, mạnh lên Ngân, đỡ mất thời gian Ngân ơi. Tiếp tục nào, mọi người đang cổ vũ cho Ngân rất là nhiều. Quý vị khán giả cũng đừng chuyển kênh nha, để xem là cô bé này có thêm kỷ lục mới gì cho gia đình siêu đẳng hay không. 5 cây, tiếp tục đi luôn, đi qua luôn. Thôi, ở sao nhẹ hiều vậy, như tờ giấy vậy. Tiếp tục Ngân ơi, 1, 2, 3. Rồi, quá rồi, đi qua luôn. Ẩm em. Tiếp tục luôn đi con. 1, 2, 3. Bây giờ là 9 phút trôi qua rồi, ráng lên Ngân ơi. Cây thứ tư, thêm một cây nữa mới được qua. Một cây cuối cùng, 1, 2, 3. Rồi, đưa bé đi qua bên kia đi, đeo bao cát cho giùm em luôn. Nhanh lên, 9 phút rồi. Chúng ta bị mất quá nhiều thời gian ở thử thách đầu tiên cho gia đình của bé Ngân đúng không nào? Rồi, anh trai sẽ lo cái phần đường này đi ạ. Lo cái phần đường làm sao mà bằng phẳng nhất để bé Ngân đi qua. Rồi, Ngân ơi, lên trên đi Ngân. Bắt đầu nha, cố lên Ngân ơi. 9 phút hơn trôi qua rồi con ơi, ráng lên con gái. Nhanh chân lên nào, nhanh lên. Ráng lên Ngân, không té đâu con. Ráng lên. Nhanh lên Ngân ơi, nhanh lên. Trời ơi, hay quá. Chân quá dài luôn Ngân à. Sau này con sẽ trở thành một siêu mẫu đó, con bước lên đi, nhanh lên con. Chạy luôn Ngân. Tuyệt vời. 10 phút rồi.
Quá tuyệt vời, không sao hết, không sao hết. Anh chị chuẩn bị quay về vị trí xuất phát đi ạ. Xuống luôn đi Ngân ơi, xuống luôn, xuống luôn. Rồi tự gỡ bao cát ra đi con. Hai anh chị ơi, ráng lên. Nhanh lên chị gái của Ngân ơi, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Hết thời gian rồi, mình không mất thời gian quá nhiều rồi. Vượt qua bên kia để gặp Petro nha. Qua luôn. Qua luôn, qua luôn, qua luôn, qua luôn. Rồi anh trai tranh thủ thời gian nào, nhanh lên, nhanh lên. Và đích đến của chúng ta là lá cờ màu đen nha. Điều quan trọng là chính xác lá cờ màu đen. Nếu không trúng được lá cờ màu đen thì chúng ta phải ném thật nhanh hết 12 quả cầu. Đúng rồi, chiến thuật của chị là đúng rồi đó. Quăng đâu đâu, ngay đây đây không à. Chưa, xem trúng rồi, ok, di chuyển đi con, tháo dây cho bé. Rồi, con đẩy ra, con đẩy mạnh ra. Đẩy mạnh ra, rồi, chèo hai cái bên đó. Một cái bên đây, hai cái bên trái, hai cái bên trái. Bên đây tiếp. Mũi thuyền của con đang hướng về chiến lợi phẩm của chúng ta, đó chính là quả bóng ở trên tàu của giặc. Lấy nó đi con, lấy nó đi nào. Rồi, để lên và bây giờ hai cái bên phải, rồi một cái bên trái. Hai cái bên phải nha chú. Hai cái bên đó, một cái bên đây, đúng rồi. Số ký rất là quan trọng trong cái phần chèo thuyền này. Vì quá nhẹ cho nên là quay qua quay lại cũng không sao hết trơn. Ngân, ráng lên Ngân. Nhanh lên con ơi, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Quay qua bên trái thôi, đúng rồi. Rồi bên phải, đúng rồi. Rồi cặp em vô đi, cặp em vô đi. Rồi, chúng hay quá. Ngân ơi, hay quá Ngân ơi. Ráng lên Ngân. Tuyệt vời quá, tới đây. Chuẩn bị nha. 1, 2, 3, đập. Đập. Thưa quý vị thân mến, đã có một khoảng cách được lập ra ngay bây giờ. 14 phút 08 giây. Con đang giữ vị trí thứ nhì. Thứ nhì nha, có nghĩa là người ta nhất là người ta là kỷ lục nó sát sát cái mép là không hoàn thành lắm cho rồi đó. Bây giờ con thứ nhì rồi, nhưng mà chú Ngọc nghĩ là không sao. Biết đâu được là sẽ có một cái kỳ tích nào xảy ra thì sao, đúng không nào? Nha, bây giờ chúng ta sẽ vào bên trong để tiếp tục gặp các anh chị thật là dễ thương để trò chuyện một chút xíu, để xem gia đình khác sẽ thi như thế nào nha. Chào Giang Ngân, chào anh chị ạ. Rồi, xin chào. Sau khi mà thi xong học kỳ thì nhờ có chương trình mà mình và bé Giang Ngân có một khoảng thời gian rất là thú vị khoảng cuối tuần để chúng mình có thể tham gia các hoạt động ngoài trời như thế này. Và cũng cảm ơn chương trình rất nhiều đã tạo một cái sân chơi bổ ích như thế này. Mặc dù tiền thưởng tụi mình cũng muốn, nhưng mà cái quan trọng vẫn là cái tinh thần đồng đội, tinh thần của gia đình chúng mình có thể gắn kết với nhau. Dạ, cảm ơn ạ. Thưa quý vị, vậy là cô bé Gia Ngân cùng với hai anh chị của mình đã hoàn thành rất tốt thử thách ngày hôm nay. Tuy nhiên về mặt thời gian thì cũng hơi bị có một khoảng cách khá xa so với kỷ lục 9 phút 27 giây trước đây đã từng đặt ra cho bản đề của chúng ta. Nhưng mà không sao cả, sẽ còn rất là nhiều điều thú vị đang chờ chúng ta ở phía trước. Trước khi tiếp tục chương trình, mời quý vị sẽ cùng nghỉ giải lao trong ít phút. Và chúng ta sẽ quay trở lại với câu chuyện mối tương duyên giữa Phạm Vũ Lão với lại tướng quân Trượng Đạo, đúng không? Có nhớ là ở tuần trước thì khi chú Bách rồi chú Minh Ngọc kể về câu chuyện là mũi giáo của quân lính của Trượng Đạo đâm vào đùi của Phạm Vũ Lão nhưng ông ta không hề hay biết, thì chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện như sau. Này chàng trai à, mũi giáo đâm vào đùi của ngươi mà ngươi không hề hay biết à? Bẩm đại vương, kẻ quê mùa đang nghĩ về những chuyện trong binh thư nên là chẳng màng đến những chuyện xung quanh, mong là đại vương xá tội. Ta thật không ngờ một chàng trai quê mùa như con cũng biết chuyện binh sách à. Được rồi, ta sẽ hỏi người vài câu để xem người tin tưởng như thế nào. Và lúc đó tướng Trận Đạo của chúng ta liên tục đưa ra những câu hỏi rất là hóc búa về binh lược, và hỏi tới đâu thì Phạm Ngũ Lão cũng trả lời tới đó. Rất là nể phục về tài năng và sự thông minh của Phạm Ngũ Lão, cho nên Trần Quốc Tuấn, Trần Hương Đạo của chúng ta mới nói rằng: ta đang trên đường tới hội nghị Bình Thang để bàn việc nước, ngươi có muốn theo ta phò trợ hay không? Tâu đại vương, đó cũng là sở nguyện bấy lâu của kẻ áo vải này. Được, nếu như vậy ta sẽ cho ngươi về làm gia đình trong nhà của ta. Và câu chuyện tiếp diễn như thế nào thì chúng ta sẽ vẫn tiếp tục ngồi trước màn hình để có thể xem các gia đình thi đấu, và đặc biệt sẽ tiếp tục với những câu chuyện lịch sử về Phạm Ngũ Lão của chúng ta nha. Bây giờ sẽ là gia đình tiếp theo, gia đình của bé Hà Vi. Hà Vi, con thấy là trong các thử thách đây con sợ thử thách nào nhất? Dạ,
con sợ là thích bơi thuyền. Bơi thuyền hả? Vậy thì không biết là gia đình mình đã có sẵn một cái chiến thuật nào chưa ta? Có rồi. Có rồi đúng không chị? Rồi, thôi bây giờ mình thể hiện sự quyết tâm đi, không nói nhiều nữa. Một, hai, ba, gian cái là bắt đầu nha. Một, hai, ba, yeah. Rồi, một, hai, ba, bắt đầu, xin mời. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu cùng với một thử thách khá quen thuộc với bản đề lần này. Đó là thử thách đan sọt, thưa quý vị. Đây là một trong những công việc mà trước đây danh tướng Phạm Ngũ Lão của chúng ta đã từng làm trong thời điểm mà gia đình mình gặp rất nhiều khó khăn, cũng như là tìm một cái kế sinh nhai để mà có thể là nuôi được người mẹ già yếu của mình. Và chúng ta thấy rất rõ là với công việc này đòi hỏi sự tỉ mỉ, sự tinh tế và cũng sẽ nhiều nhịp nhàng. Nhưng mà với gia đình Siêu Đẳng thì chúng tôi nghĩ rằng là cái sự hỗ trợ từ bé Hà Vi với cả ba và mẹ của mình trong thử thách này mới là điều quan trọng. 30 nang tre sẽ được đan trong bao lâu đây? Bởi vì trước đây trong bản đề của chúng ta, nhiều gia đình đã mất từ 3-4 phút, có người thì mất cả 6 phút luôn. Nhưng mà biết đâu được là sẽ có một cái điều gì đó bất ngờ dành cho gia đình của bé Hạ Vi, đúng không nào? Ôi, gia đình này đang rất đẹp. Em đề nghị là ban tổ chức sẽ đưa thêm cho em khoảng mấy bó nang tre nữa để đan thành cái rổ lớn luôn cũng được nữa. Đẹp quá chị ơi, ráng lên chị ơi. Vi ơi, nhanh lên con, mình còn cũng hơi nhiều nang tre nha. Ráng lên nào Vi ơi. 2, 4, 6 sợi nữa Vi ơi. Lấy tiếp đi Vi, nhanh tay lên. Bố ơi, bố đan nhanh tay lên luôn đi bố ơi. Nhanh lên, mẹ làm xong rồi kìa, nhanh lên. Sợi tiếp theo luôn chị ơi, con gái chờ sẵn rồi. 2 sợi nữa. Nhanh lên, thời gian đang bắt đầu trôi qua rồi ạ, không đợi ai hết. Sợi cuối cùng của gia đình bé Hạ Vi, nhanh lên con. Rồi, sợi cuối cùng, mời anh chị di chuyển sang gặp bé Vô bên kia đi ạ. Và ba và mẹ sẽ là những người hỗ trợ đưa cho bé Hà Vi những thanh lao để bé có thể phóng thật tốt, thật chính xác vào những bia đỡ đang ở phía trước. Ở phần này chúng ta có 5 thanh lao cho từng cái. Phóng hết 5 thanh lao bước xuống. Rồi di chuyển qua con ngựa tiếp theo. Và ở những chú ngựa này thì chiều cao của chúng tôi càng ngày càng tăng hơn, cho nên khiến sự leo trèo của các bé trở nên càng ngày càng khó khăn hơn. Và chính xác rồi, di chuyển tiếp theo đi con. Sau khi ba đưa bé lên thì ba hãy chạy về phụ mẹ lấy sẵn đi, chạy đi, tranh thủ chạy đi. Chưa, vậy chưa có trúng cái chân người ta không à. Phải trúng cái đầu chứ. Rồi, trúng rồi, bé leo xuống nè, đó. Mẹ tranh thủ chạy về, mỗi lần mình lấy một ranh phát đạn đầu tiên của tấm bia thứ tư. Rồi, ba tranh thủ thời gian chạy luôn đi, đừng có ngắm. Chạy đi. Rồi bước xuống con, trúng rồi đó. Chỉ còn một bia cuối cùng bé cần phải vượt qua nữa thôi. Và con ngựa này là con ngựa cao nhất, khiến cho bạn Hạ Vi à, mẹ tranh thủ đi, ngại ngùng gì ta. Rồi ba chạy đi, đây là cơ hội để cả gia đình chúng ta cùng nhau hợp sức, có một cái thời gian có thể chạy nhảy tung tăng trên cánh đồng. Quá, wow, vượt qua rồi. Và bây giờ chặng đường cuối cùng ở thử thách thứ 3, đó chính là vượt qua những ngọn đồi cao bằng rơm như thế này. Xong chưa mẹ? Rồi bước lên nha con. Rồi mẹ ơi, mẹ chỉ đi theo giữ cho bé những ngụ rơm này không lúc lắc thôi. Ba đã hoàn thành trách nhiệm của mình ở phía xa xa kia rồi. Và Vi ơi, đây là cơ hội cho con, để cho con có một ngày có thể tha hồ leo trèo mà không bị ba mẹ mình quát mắng nha con. Con tha hồ leo đi con, hãy thể hiện năng khiếu của mình đi nào. Ở nhà chắc chắn là bé Vi rất là quậy đúng không con? Con ở nhà con có quậy không? Có quậy sao bây giờ, mình quậy chưa tới thì sao giờ mình quậy hơn nữa đi, mình chạy nhanh hơn nữa nào. Và nhanh lên nữa Vi ơi, cố lên. Ba và mẹ đã sẵn sàng quay trở về đầu bên kia đi. Ba và mẹ sẵn sàng quay trở về đầu bên kia đi nào. Dù như thế nào thì ba vẫn luôn luôn là người cuối cùng ở lại để quan sát con gái của mình. Ba, tranh thủ đi ba. Rồi, bé đã xuống rồi. Nhanh lên. Tranh thủ thời gian lúc này thì Hạ Vi ơi, con hãy tháo những quả tạ đang kìm hãm đôi bàn chân của con lại đi nào. Mẹ và ba của mình đang di chuyển rất nhanh rồi. À, ba, coi bộ là thứ dữ nha. Di chuyển không sợ té luôn nha. Quá dữ. Ở đầu cầu bên kia bây giờ để xem khả năng bách phát bách trúng của ba có được như là mong muốn không nào. Chị ơi, nhắm tập trung vô chị, nhắm cái sợi đen đó chị ơi. Đúng rồi. Rồi, thả dây ra đi ạ. À, anh ơi, thả dây ra giùm em cho bé Vi đi qua tới cái thuyền bên này đi ạ. À, đẩy đi chị, đúng rồi, đẩy đi chị. Rất giỏi Vi ơi, tiến về phía trước đi con gái. Đúng rồi con ơi, nhanh lên, đúng rồi.
Rồi, con ngồi thẳng là sẽ nhanh thôi. Đúng rồi. Chèo luôn bên kia, chèo luôn bên kia. Hai bên luôn. Tiến tới phía trước, nhanh, 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 nhanh. Quá tuyệt vời Bích Du ơi, hay quá. 9 phút 30 giây rồi. Đây là một trong những mô phỏng mà rất quan trọng trong chiến đánh Muôn Nguyên Mông ngày xưa, quý vị biết không ạ? Trong trận đánh này thì có một nhân vật làm cho chúng ta phải nhớ tới, đó chính là Thoát Hoang, phải chui vào ống đồng để quay về nước. Rồi, rồi lấy chiến lợi phẩm đi con ơi. Đúng rồi. Rồi, bây giờ mình đi thẳng về bên kia nha. Anh chị di chuyển đi, cổ vũ cho con gái mình đi ạ. Rồi, tiếp đi Vi, ngồi thẳng nhìn về phía trước nè con. Nhanh lên con. Tiếp tục luôn Vi ơi, đúng rồi Vi. Đừng có tập trung vô đây nữa, nhìn về phía trước đi con. Con giỏi lắm. Mạnh lên nào, đúng rồi. Rồi, hai lần chèo bên này, chính xác rồi, con đang làm tốt rồi đó. Rồi bên kia, đúng rồi, nhiều, nhiều, bên kia nhiều. Rồi mẹ chụp đi, mẹ chụp vô, kéo bé vô. Rồi ba, đưa lên nào. Đưa bé lên, hãy đưa bé lên đi nào. Rồi, đưa bé lên, chạy về, bấm nút dừng thời gian. 3, 2, 1. Tuyệt vời. Và thành tích gia đình của bạn Hà Vy chính là 12 phút 05 giây. Hiện đang đứng thứ tư trên bảng tổng xếp hạng. Xin mất chúc mừng cả nhà. Mặc dù chúng ta không bước chân được vào vòng gala, nhưng chắc chắn là chúng ta đã có với nhau những kỷ niệm rất là tuyệt vời, đúng không con? Và con cảm thấy như thế nào về ngày chơi hôm nay nè? Dạ rất vui. Con có cảm thấy biết ơn ba và mẹ không nè? Dạ có. Con có muốn làm một cái hành động nào đó để có thể hiện sự biết ơn của mình đối với ba và mẹ không? Đào liễu y có mồ đi mình. Mẹ ơi sớm nắng chiều mưa, đào liễu y có mồ đi mình. Tấm lòng trung chính nghĩa tình sâu trước biển mây ân tình. Mẹ hát ru con vòng về như tiếng nước y non y. Trời Vi ơi, chú cảm ơn con đã góp một giọng ca rất là tuyệt vời với sự tham gia với ba và mẹ ngày hôm nay nha. Rồi, cảm ơn cả gia đình mình. Hãy chào tạm biệt khán giả đi nào. Thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi xong một màn chinh phục thời gian rất là quyết liệt của gia đình bé và Vi, đúng không nào? Bây giờ thì sẽ là một gia đình tiếp theo, cũng sẽ là ba thành viên nữ không luôn. Đó chính là gia đình của bé Nhã Kỳ. Sẵn sàng chưa nào Nhã Kỳ? Chúng ta bắt đầu nha, rút kinh nghiệm từ đội đi trước. Chắc chắn là con sẽ có thêm thật nhiều những cái phần ưu ái về thời gian hơn nếu con biết cách mình tận dụng từng cái chiến thuật của mình. 3, 2, 1, bắt đầu, xin mời. Ngày hôm nay thì Nhã Kỳ sẽ được sự hỗ trợ của mẹ và cô của mình để có thể hoàn thành cái phần đan sọt ở đây. 30 sợi nan tre với sự hỗ trợ của mẹ và cô thì không biết là gia đình của bé Nhã Kỳ sẽ chinh phục như thế nào đây. Nhã Kỳ, khi mà vừa thấy cô với mẹ mình làm xong là lấy sợi nan tre khác liền luôn nha. Tiếp tục luôn đi chị, đừng dừng lại nha, nhanh, thời gian cũng trôi qua rất là nhanh luôn á. Thời gian ở đây trôi qua rất là nhanh cho nên là phải tận dụng, một lát mình sẽ chỉnh sao nha. Các sợi nan tre của chúng ta cũng rất là mềm, tương đối là cũng không khó khăn lắm. Nhưng mà điều quan trọng là làm sao để mà có thể hoàn thành nhanh nhất một cái vòng như vậy. Một vòng thì khoảng là 2 sợi nan tre. Công việc ngày xưa của Phạm Ngũ Lão cũng khó khăn tương đối như vậy, nhưng mà vì cái việc là kiếm kế sinh nhai để mà thứ nhất là nuôi sống cuộc sống của mình, và quan trọng hơn nữa là rất là thương người mẹ đang già yếu của mình. Nhà của Phạm Ngũ Lão thì ngay cạnh vệ đường, và chọn cái việc đó là đan sọt như vậy để mà có thể là có thêm một cái chút nguồn sống của mình. Và quý vị thấy là ở đây thì sự phối hợp của mẹ nè, cô nè và bạn Nhã Kỳ của chúng ta cũng rất là nhanh chóng, đúng không nào? Trời ơi, thời gian là còn kiếm chỗ ngồi nữa, đâu ra ta đang nhanh lên còn kiếm chỗ ngồi nữa. Nhanh lên. Đây có thể là đội sẽ vượt qua thử thách đầu tiên của chúng ta trong thời gian nhanh nhất. Điều đó hoàn toàn có thể quý vị nha. Đừng chuyển kênh lúc này mà hãy tiếp tục theo dõi là gia đình của bé Nhã Kỳ có làm được việc đó hay không. Chúng ta còn 2 sợi nan tre nữa thôi Kỳ ơi, nhanh lên. Dì Bảy. Sợi cuối cùng, nhanh lên Kỳ ơi, chuẩn bị đi qua kia gặp chú bé vô nào. Nhanh lên. Rất tuyệt vời. Hai thành viên của chúng ta hãy nhanh chóng hoàn thành thử thách này đi ạ. Chuẩn bị 3, 2, 1, xin mời di chuyển qua thử thách tiếp theo đi ạ. Rồi, leo lên.
Rồi, tranh thủ thời gian để chúng ta dùng những mũi lao. Con ném cho thật chính xác nha, để mình tiết kiệm được thời gian. Để mình không phải... Ôi trời ơi, à đây chính là đấu pháp. Đấu pháp của gia đình của bạn Nhã Kỳ. Rồi, leo xuống ngựa, bước tiếp tới cây tiếp theo. Đúng rồi, đây là một trong những đấu pháp cũng vô cùng hợp lý. Bởi vì đa phần đối với những bạn nữ với lực tay tương đối yếu thì chúng ta không cần phải ném chính xác. Cứ quăng nhanh đi con, cứ quăng nhanh, không cần chính xác nữa. Càng ngày quãng đường của chúng ta càng ngày càng xa nếu như bạn Nhã Kỳ mà không ném trúng. Đúng không nào? Cứ quăng đi con. Rồi chạy đi, mẹ cứ đứng đó làm gì chi cho mệt, chạy hai người mỗi người lấy cây nó nhanh hơn. Đúng rồi, quăng đại đi không cần trúng nữa. Rồi, quăng cái đi, quăng cái luôn. Rồi bước xuống, tranh thủ chạy về lấy tre đi, nhanh lên, nhanh lên. Chỉ cần quăng hoàn thành đủ 5 cây lao cho mỗi bia đỡ là được. Rồi, đưa xong cái chạy về, nãy giờ chạy mới có 10 mấy vòng à. Cố gắng lên. Mẹ vậy gì con chắc chắn là sau vòng này là phải xuống được 300 gram rồi đó. Cố gắng lên con, nhờ ơn con đó, con quăng đại không à. Bước xuống tiếp tới con ngựa tiếp theo. Và dĩ nhiên ở lần cuối cùng này con hãy thể hiện khả năng của mình. Đừng quá gấp và bây giờ chúng ta dành thời gian hít thở bình tĩnh. Bởi vì cái bia này nó vô cùng gần con rồi. Hãy thử một lần thử sức với cái khả năng phi lao này xem nào. Một cây nữa mới đủ chị. Rồi con tập trung. Có thời gian nè, có thời gian nè, ném cho chúng nè. Rồi, cây cuối cùng. Sau buổi lao cuối cùng này của chúng ta thì chúng ta sẽ bước tới thử thách tiếp theo, thử thách thứ ba, đó chính là vượt đồi. Hấp vô, chính xác. Tranh thủ thời gian nha, thời gian ủng hộ chúng ta rất là nhiều. Rồi, chính xác rồi, leo lên đi con. Rồi, leo lên. Đạp ở giữa, đúng chính xác. Bạn Nhã Kỳ ơi, bình thường ở nhà con có hay leo trèo không nào? Không thì bây giờ ngày hôm nay chúng ta hãy thử sức. Mà ở lần này chú chắc chắn với con, trong phần thi này con tha hồ leo trèo mà không hề bị mẹ la mắng đâu con. Thả thích chơi đùa đi nào. Cố gắng lên, ngày hôm nay chú nghĩ sẽ là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời dành cho con, mẹ và cả dì của mình trong tất cả các cuộc thi, các hành trình ngày hôm nay của mình. Đứng thẳng lên, con sẽ di chuyển nó nhanh hơn. Đúng rồi, cố gắng tự tin vượt qua nào. Đúng rồi. Đúng rồi, mạnh dạn lên nào. Tự tin lên con gái. Chú bây giờ luôn luôn ủng hộ con. Mọi người luôn luôn ủng hộ con. Tha hồ thả thích chơi đùa đi nào. Như chúng ta cũng đường nói là vạn sự khởi đầu nan. Nhưng gian nan thì các bé ở trong chương trình Gia Đình Siêu Đẳng không bao giờ nản. Các bé luôn luôn hoàn thành thật sự 100% khả năng của mình. Mọi trò chơi tuy có làm khó các bé, nhưng các bé với sự quyết tâm đầy đủ của mình, các bé đã hoàn thành vượt qua tất cả các thử thách. Tới tới đây, tới đi nào. Coi chừng. Nhanh lên chị ơi, ráng lên, ráng lên, ráng lên, ráng lên. Nhắm vào cái cờ đen giùm em đi chị. Gia đình của bé Kỳ của chúng ta thì có một cái lợi thế là xuất phát từ điểm đầu rất là tuyệt vời, nhưng lại bị trục trặc ngay cái đoạn đường treo leo nhất khi mà chinh phục bằng cách là vượt qua những quả tạ bó vào chân của mình đi vượt qua một cái đoạn đường rơm, đúng không nào? Nhanh lên đi chị ơi, chọn vào điểm đen đi ạ. Nhanh lên, nhanh lên. Còn hai trái nữa thôi, chọn luôn đi ạ. Rồi. Chèo hai tay đi Kỳ ơi. 10 phút 30 giây đã trôi qua rồi Kỳ ơi. Hai tay mặt hướng về phía trước, đúng rồi. Đổi chiều. Ngồi giữa đi. Ngồi giữa đi không phải lực á. Đó, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Tiếp tục luôn. Rồi, đẩy mạnh luôn con ơi, về phía trước nào. Trời ơi, đẩy mạnh cái xuồng chứ không phải đẩy mạnh cái người, hiểu không? Rồi, đổi tay. Đổi tay, chính xác rồi, rất giỏi. Con gái rất là nghe lời nha. Hai tay luôn, hai tay luôn. Tiếp tục đổi bên nào, tiếp tục đổi bên. Rất giỏi luôn con ơi, đổi bên nào. Đổi bên, đổi bên. Rồi, nhanh lên, lấy chiếc lợi phẩm đi nào. Đúng rồi. Rồi lấy chiếc này phẩm bỏ vào xuồng của mình đi con. Rồi bây giờ chạy chèo nhanh về hướng chú Bách vô nha. Rồi chèo nhanh về y chang vậy luôn. Rất là gian khó để có thể vượt qua được thử thách này. Đòi hỏi các bạn phải có một chút xíu kỹ thuật, một kỹ năng gọi là chèo thuyền cũng phải chuyên nghiệp một chút xíu nữa.
Nhanh lên con gái, nhanh lên, nhanh lên. Mặc dù là cô bé của chúng ta đã vượt qua thử thách đầu tiên rất nhanh luôn, mà người ta nói đúng một câu là người tính không bằng trời tính, đúng không nào? Hai cái thử thách tiếp theo rất là cam go và mất khá nhiều thời gian của gia đình cô bé Nhã Kỳ. Rồi chèo hai cái vô, mạnh vô. Đưa cái máy chèo ra, đưa cái máy chèo ra. Ừ, mẹ kéo vô, ừ, đó. Đó, đơn giản không? Trời đất ơi. Rồi, chúng ta quay trở về vị trí và bấm nút dừng thời gian đi nào. Vị trí của chúng ta đang lọt vào top 3 với tổng số thành tích là 15 phút 07 giây. Top 3 ở đây là từ dưới lên nha, chứ không phải là từ trên xuống. Còn từ trên xuống là mình có cơ hội bước vào vòng gala. Kỳ ơi, con cảm thấy như thế nào về cuộc chơi ngày hôm nay? Dạ, cuộc chơi rất là khó. Con nghĩ rằng con đã chơi hết sức mình chưa nào? Dạ rồi. Xin chia buồn với cả nhà một lần nữa. Còn bây giờ, hãy chào khán giả đi nào. Bốn gia đình họ đều đã tham gia thi đấu hết mình và vẫn chưa có bất kỳ một gia đình nào phá vỡ được thành tích 9 phút 27 giây. Hai gia đình còn lại, họ có tạo nên thêm bất kỳ một sự bất ngờ này hay không? Trước khi gặp gỡ họ, chúng ta hãy cùng nghỉ giải lao trong ít phút. Chú Bách Dô vô cùng ấn tượng trong câu chuyện giữa Trần Hưng Đạo và Phạm Ngũ Lão. Có một câu chuyện rất là hay như thế này. Ngay khi được Trần Hưng Đạo mời về để phò trợ cho mình á, thì cái chi tiết vô cùng quan trọng là nếu như là một người khác sẽ vì quá vui mừng họ sẽ về ngay, nhưng Phạm Ngũ Lão thì làm ngược lại. Minh Ngọc có nhớ là câu chuyện đó như thế nào không ạ? Khi mà Phạm Ngũ Lão được Hương Đạo Vương Trần Quốc Tuấn mời về làm việc á, thì ông sẽ không đi ngay mà ông còn về là thưa với mẹ của mình và thấy được cái việc làm đó của Phạm Ngũ Lão, cho nên là Hương Đạo Vương Trần Quốc Tuấn rất là xúc động và cảm thấy rất nể trọng cái sự trung hiếu của người này. Và chính cái điều đó đã khiến cho rất là nhiều người khi biết đến câu chuyện này cũng rất là thán nể nhân vật Phạm Ngũ Lão của chúng ta. Bởi vì dù có ao ước là góp sức cho đất nước như thế nào đi chăng nữa, nhưng mà vẫn đặt chữ hiếu lên hàng đầu, thể hiện cái sự hiếu thảo của mình với mẹ cha. Và cũng chính vì vậy, sau một thời gian được tập kết ở doanh trại thì tướng Trần Hưng Đạo cũng đã gả con gái nuôi của mình cho Phạm Ngũ Lão. Đây là một điều rất là hiếm, bởi vì ở thời nhà Trần không có một trường hợp nào như vậy luôn. Chính xác. Và câu chuyện sẽ được tiếp diễn như thế nào thì ở tuần sau chú Ba Sô sẽ tiếp tục kể nha. Và bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ với một gia đình được đánh giá là nặng ký nhất trong 6 gia đình có mặt ở vòng thi đấu ngày hôm nay. Đó chính là gia đình của bạn Đức Linh. Xin chào khán giả đi nào. Ở đây nặng ký là không nói về cân nặng nha, mà đang nói về là khả năng chiến thắng đó nha. Bạn Đức Linh ơi, chú thấy là con có một cái làn da rám nắng giống chú nè, đồng nghĩa là rất là khỏe khoắn nha. Con hay chơi thể thao lắm đúng không? Có. Con hay chơi nhất môn gì? Dạ, môn võ. Ngày hôm nay tất cả các vòng chơi đều là phụ thuộc vào con. Có phóng lao nè, có phi thân trên những ụ rơm nè. Con hãy thể hiện khả năng của mình được không? Rồi, cả nhà chúng ta sẵn sàng chưa nào? Sẵn sàng. Rồi, ok. 3, 2, 1, bắt đầu cuộc chơi. Và ở trong trận thi đấu này của gia đình bạn Đức Linh có một điều vô cùng thú vị, đó là thời tiết cũng đã thay đổi. Trời đang bắt đầu có những cơn mưa nặng hạt dần hơn. Nhưng không có nghĩa rằng thời tiết đang không ủng hộ cho họ, bởi vì người ta có câu thuận buồm thì xuôi gió. Ở trong phần thử thách cuối cùng của chương trình Gia đình siêu đẳng ở bảng D ngày hôm nay có một thử thách liên quan tới thuyền buồm. Cũng chính vì vậy, đó sẽ là một phần có thể nói là vô cùng ý nghĩa và cũng có thể là hỗ trợ cho phần thi của các bạn rất là nhiều. Hy vọng rằng bạn Đức Linh, một chàng trai rất là khỏe khoắn, rất là giỏi giang ngày hôm nay sẽ phá vỡ được thành tích 9 phút 27 giây. Việc đăng sọt này gắn liền với tuổi thơ của danh tướng Phạm Ngũ Lão, khi mà ông đang sọt với đôi bàn tay rất là thanh thoát của mình, nhưng mà trong đầu lúc nào cũng nghĩ ra những cái kế sách làm sao để bảo vệ đất nước trước sự lăm le của quân ngoại xâm. Một lần thì đoàn quân của Hưng Đạo Vương đi ngang, mọi người ai cũng ùa ra để gặp gỡ được vị danh tướng này, nhưng duy nhất chỉ có Phạm Ngũ Lão là không ra chào đón, ở một chỗ và suy nghĩ liên tục các kế sách về binh lược. Cũng chính vì vậy mà vị danh tướng của chúng ta lấy làm lạ việc mà binh sĩ của ông ấy đâm một mũi dùi vào ngay đùi của Phạm Ngũ Lão. Phạm Ngũ Lão cũng không hề hay biết. Đó là một giai thoại rất thật đã được sử sách ghi lại.
Rất nhanh, rất nhanh thưa các bạn. 2 phút đầu tiên trôi qua mà gia đình của bạn Đức Linh cũng đã hoàn thành gần như xong phần thi của mình. Chỉ còn 3 sợi nang tre nữa thôi. Chưa bao giờ chúng ta thấy được một sự quyết tâm mạnh mẽ như vậy. Dưới cơn mưa nặng hạt, dù cơn mưa nặng như thế nào thì không làm chùng đi sự ý chí của cả gia đình bạn ấy. Cố lên, màu xanh hy vọng, màu xanh của đất trời, màu xanh của tất cả những niềm tin. Chúng ta di chuyển đi nào, di chuyển đi. Đúng rồi, di chuyển đi chị. Di chuyển nhanh lên nào. 3 phút 50 giây thôi nha con. Cứ bình tĩnh tự tin như Đức Linh. Tại vì 3 phút 50 giây là một thời gian khá đẹp để có thể giúp cho con có thể chinh phục đường phía trước. Mưa không sao cả, chú Ngọc nè, ba mẹ nè, tất cả khán giả vẫn đang bên cạnh của bạn Đức Linh của chúng ta đúng không nào. Tiếp tục nha. Bây giờ đường sẽ bắt đầu trơn hơn một chút xíu rồi. Bây giờ thời gian của chúng ta rất là gấp đúng không nào. Ráng nha con. Ba mẹ và chú Ngọc cũng như là tất cả mọi người sẽ luôn bên cạnh con lúc này. Nhắm thẳng về phía lao nha. Cầm lao trên tay chắc chắn nào. Nhắm về phía trước 3 cây lao rồi ạ. 4 cây. Và bây giờ là 5 cây. Quý vị thấy là thời tiết bây giờ đang đổ mưa rất nặng hạt luôn. Nhưng mà bạn Đức Linh cũng như là gia đình của bạn ấy không bao giờ chùn bước. Gian nan mà nản là đâu có phải là người trẻ đúng không nào. Các bạn nhỏ của chúng ta bây giờ rất tài giỏi luôn là khác. Ráng lên nha con. Nhắm nào, phóng lao. Ráng lên con, nhắm thẳng vào là có thể vượt qua nào. Nhanh lên con. Nhanh lên nào. Nhanh là Đức Linh ơi. Rồi rồi, tiếp tục nào. Đã đụng trúng được cái bản mục tiêu rồi. Wow. Do là cũng hơi bị to con một chút xíu cho nên là cũng hơi bị nặng nề cho cái việc di chuyển. Quá rồi bố. Tuyệt vời. Mỗi lần tôi nói là các bạn vượt qua được là mừng quá. Điểm đến cuối cùng. Phóng lao thật tốt thôi nha con nha. 1, 2, 3. Một chút xíu nữa thôi Đức Linh ơi. Chút xíu nữa thôi. 1, 2, 3. Tiếp theo đi bố mẹ ơi. Tiếp theo đi nào. Tiếp theo đi nào. Thời gian đang rất là ủng hộ cho bạn Đức Linh của chúng ta luôn. Tiếp theo còn 2 cây nữa thôi ạ. 1, 2, 3. Cây lao cuối cùng. Cây lao cuối cùng đi ạ. 1, 2, 3. Tuyệt vời. Rồi. Bố ơi, hãy cho một đoạn đường thật là bằng phẳng để con trai của mình vượt qua một cách nhanh chóng nha. Ráng lên Đức Linh ơi, thời gian đang rất là ưu ái cho con nha. Rồi ạ, rồi bước lên nào. Rất chổi luôn con trai ơi. Bây giờ con sẽ chạy lên nha. Ráng lên, mẹ đang đứng bên cạnh con rất là nhiều. Ơi chị ơi, chị đeo lại cho bé đi ạ, chị đeo lại cho bé đi ạ. Đeo lại cái chân cho bé đi ạ, chứ không là bé té đó ạ. Rồi bó chặt lại nha, không sao, bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Đây thật sự là khó khăn bởi vì sao ạ, trời đang mưa rất là to. Trơn trượt về con đường của mình đi. Yên tâm nào con trai, ráng lên, rất giỏi. Ráng lên nha, ráng lên nha. Cứ bình tĩnh nha con. Giỏi lắm. Đây sẽ là kinh nghiệm cho rất nhiều những quý vị phụ huynh thi sau. Bởi vì chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng thì các bạn nhỏ chúng ta mới có thể vượt qua một cách nhanh chóng được quý vị nha. Ráng lên nào Đức Linh. Ráng lên nào con, chạy qua nào. Chạy qua nào. Gặp chú Bích Châu bên kia nha con. Chạy lên con, đừng sợ, không sao đâu, không sao. Chạy qua luôn đi. Chạy qua luôn luôn nào. Vượt qua nào Đức Linh. Ráng lên con, ráng lên. Ráng lên nào, ráng lên nào anh ơi. Anh ơi chạy về phía trước đi anh ơi. Anh ơi chạy về đường này đi. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Wow, một hình ảnh rất đẹp mắt trong ngày hôm nay đúng không quý vị? À, mặc dù là cơn mưa của chúng ta khá to nhưng không làm chùn bước bạn nhỏ của chúng ta. Và đặc biệt nhất là hình ảnh bố mẹ đang hỗ trợ rất nhiều cho bạn Đức Linh của chúng ta. Và chúc bé sẽ có kỷ lục trong ngày hôm nay. Cố lên, rồi quăng, quăng cầu, quăng cầu. Ráng tranh thủ thời gian quăng cho chính xác. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Cố lên nào. Chính xác rồi, trèo đi con. Chỉ mới có 7 phút thôi, chúng ta vẫn hoàn toàn có đủ thời gian. Con trai con hãy tập trung, đừng bao giờ bị mất bình tĩnh ở giây phút này. Ở lúc này là lúc con thể hiện khả năng của mình. Rồi, nghe lời chú nè, nghe lời chú nè. Đẩy một phát đi, nghe lời chú, đẩy một phát đi. Rồi, hai cái bên phải, mạnh, mạnh, mạnh. Rồi, trèo đi, trèo đi, trèo đi. Mạnh lên, rồi ôm cái thuyền, ôm cái thuyền. Ôm chặt vô, buông cái mái chèo ra đi, buông cái mái chèo ra. Cặp theo cái mạng thuyền, lấy cái chiến lợi phẩm của mình đi con. Cố lên nào, hy vọng rằng gia đình của bạn đứng lên. Rồi bây giờ cầm mái chèo, cố gắng lên. Mạnh lên con trai. Cố lên, cố lên. Cố lên con, bên phải, bên trái, bên trái à, quay bên trái. Bên trái, nhiều cái, bên trái, nhiều cái, bên trái, nhiều cái. Rồi hai cái bên phải, hai cái bên phải, hai cái bên phải. Mạnh lên, nhiều cái bên phải. Ngược rồi, ngược rồi. Nhanh lên đi con ơi, thời gian bây giờ rất quan trọng đúng không nào? Nhưng mà chú Ngọc nghĩ rằng là với hành trình ngày hôm nay dưới cơn mưa như thế này, một cái cơn mưa mà chú Ngọc nghĩ rằng là sẽ không làm chùn bước một bạn nhỏ như vậy á, thì chắc chắn là bạn nhỏ của chúng ta sẽ rất là nhiều kỷ niệm đúng không nào? Ráng lên Linh ơi, ráng lên con. Ráng lên Linh ơi, sắp về đến đích rồi con. Ráng lên con. Ráng lên nào. Hai cái phải, nhanh lên con.
Rồi sắp tới rồi Linh ơi, sắp tới rồi. Đưa cái chèo cái tay con đang cầm về Linh. Rồi, nhanh lên. Yes, phải dùng té nha con, từ từ nha. 1, 2, 3. Thưa quý vị, dù là cơn mưa có nặng hạt cỡ nào đi chăng nữa, nhưng mà vẫn không làm chùng ý chí của cả gia đình bạn Đức Linh của chúng ta ngay bây giờ. Rồi, Đức Linh, con thấy cảm giác bây giờ như thế nào? Dạ, rất là vui. Và bây giờ sẽ là thời gian mà cả gia đình của bạn Đức Linh đã chinh phục được. 10 phút 53 giây. Quá tuyệt vời, dè cái nào. 1, 2, 3, yeah. Yeah, rồi dè chìm cái nào. Đó, đây là vị trí thứ hai trong bảng tổng sắp của chúng ta. Chỉ cần một chút xíu may mắn nữa thôi là con có thể gần như là phá kỷ lục rồi. Nhưng không sao nha. Bây giờ thì mời cả cái gia đình của bạn Đức Linh sẽ vào bên trong để có một vài cuộc phỏng vấn nhỏ của chúng ta, để mình tiếp tục xem là gia đình còn lại sẽ chinh phục thử thách tiếp theo như thế nào nha. Xin chào. Trước khi mình thi thì chưa có mưa. Thì trong quá trình mình thi thì xảy ra mưa. Thì do đó là nó cũng là hơi là khá là nhiều khó khăn. Nhưng mà nói chung thì cũng nhờ sự cố gắng đồng lòng hỗ trợ của ba mẹ với lại sự cố gắng của bé thì nói chung là cũng cố gắng vượt qua. Thì tạm thời thì mình được biết là mình đang đứng thứ hai. Thì nói chung cái kết quả này mình cũng khá là hài lòng. Trước khi đến với cái cuộc thi này thì nói chung là mình không nghĩ là sẽ đạt được cái kết quả như vậy. Tìm hiểu lịch sử của đất nước mình thông qua những cái game show, những cái trò chơi như thế này thì cũng rất là mong Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát triển cái mô hình này cũng như là tạo thêm những cái sân chơi mới cho các bạn trẻ, để qua đó mình sẽ tìm hiểu được nhiều hơn, sâu hơn về lịch sử của Việt Nam mình. Thưa quý vị đang quay trở lại với chương trình Gia đình siêu đẳng. Như quý vị thấy thì một cơn mưa đi qua đã để lại một chiến trường ướt nhẹp hết từ đầu tới cuối, nhưng mà không sao. Mặc dù biết là trời mưa sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc mà tất cả các thành viên trong các gia đình của chúng ta chinh phục hết những thử thách ngày hôm nay. Nhưng mà rõ ràng đã là gia đình siêu đẳng cho nên là không có một cái thử thách nào mà không vượt qua được. Và bây giờ sẽ là những thành viên ở gia đình cuối cùng của ngày hôm nay của chúng ta, gia đình Phú Quý. Rồi, 1, 2, 3, dàn cái làm cho nó khí thế lên. 1, 2, 3, yeah. Chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. 30 sợi đang tre và gia đình của Phú Quý sẽ cố gắng hoàn thành trong thời gian sớm nhất. Rút kinh nghiệm từ gia đình của Đức Linh thì rõ ràng là mình phải vượt qua được cái việc đang trọt ở đây trong thời gian nhanh nhất, càng sớm càng tốt. Sẽ còn thử thách phía trước như là vượt qua một cái chặng hành trình tương đối là khá nhằn ở đây, là những cái ụ rơm nè, rồi chèo thuyền nữa, không nói trước một điều gì cả. Nhưng mà Ngọc muốn rằng là ở gia đình cuối cùng ngày hôm nay sẽ có một cái kỷ lục dành cho chương trình Gia đình siêu đẳng của chúng ta. Mong là điều đó có thể trở thành hiện thực ha. Rồi, bây giờ cố gắng nha. Mình sẽ làm trong thời gian nhanh nhất. Đúng rồi, anh trai đang làm rất nhanh và rất là tháo vát trong cái việc này. Mình chỉnh sao đi nha. Đưa cái năng trang cho nó liên tục luôn. Trời ơi, nhanh lên chị ơi, chị quần tím, anh quần xanh, ba người áo cam, ráng nhanh lên giùm Ngọc cái đi nào. Bên kia chú bé vô đang đợi rồi kìa. Nhanh lên quý ơi, nhanh lên. Anh trai ơi, nhanh luôn anh trai ơi. Thưa quý vị, ở những phần dự thi của gia đình cuối cùng ngày hôm nay, Minh Ngọc vẫn không quên nhắc lại cho quý vị biết là tại sao chúng tôi lại đặt ra trò chơi đang sọt ở đây. Lý do là vì ngày trước thì gia đình của Phạm Ngũ Lão rất là khó khăn, bố thì mất sớm, còn mẹ của Phạm Ngũ Lão thì cũng rất là tần tảo trong việc là chăm sóc con của mình lớn lên. Ý thức được việc đó từ rất sớm cho nên là Phạm Ngũ Lão đã tìm được một cái việc đặt cạnh ngay nhà của mình để có thể là làm để mà kiếm thêm kế sinh nhai. Đó là việc đang sọt ở đây ạ. Bây giờ là 3 phút 40 giây rồi, nhanh lên đi ạ. 2 sợi cuối cùng, nhanh lên ạ. Tiếp tục đi ạ. Đường đi sẽ khá trơn trượt, mong rằng ở chặng đường tiếp theo cả nhà của chúng ta sẽ vượt ra một cách nhanh chóng nha. 1 sợi, nang tre cuối cùng của gia đình Phú Quý ngày hôm nay. Nhanh lên đi ạ. Rồi Phú Quý ơi, giúp anh chị của mình đi Phú Quý ơi. Kéo thêm này nè, chị gái ơi, đây nữa nè. Đây nè, đúng rồi. 5, 4, 3, 2, 1, xin mời qua thử thách tiếp theo đi ạ. Xin mời. Rồi, bước tiếp nào. Với một gia đình đã có kinh nghiệm ở mùa đầu tiên thì ở mùa thứ hai quay trở lại, bạn Phú Quý sẽ thật sự nè con. Con ờ đúng rồi, bước tiếp đi con, chính xác. Rồi, giỏi lắm. Qua hai đường lao đầu tiên của bạn Phú Quý đã vượt qua hết tất cả. Qua tiếp theo, đường phóng của bạn ấy vô cùng chính xác. Những chiến binh đã có kinh nghiệm tại mùa 1 thì bây giờ mùa 2 thì bạn ấy chơi rất tốt. Cũng chính vì nhờ vậy mà. Đúng rồi, bước tiếp đi con, chính xác rồi. Cố gắng lên.
ở bia đỡ cuối cùng. Phú Quý hãy làm chú tự hào đi nào, cố lên nào. Wow, quãng đường đang được phân rất rõ ràng. Rồi, chính xác, bước tiếp. Bây giờ chị ơi, nhanh lên nào. Cả gia đình của bạn Phú Quý đang phải nhanh chân lên. Và nhiệm vụ, chị ơi hãy hỗ trợ cho bạn Phú Quý đeo những bao tạ này vào đôi bàn chân. Đừng quên là hãy cố gắng làm cho nó càng chắc chắn càng tốt. Bởi vì nếu như mà chúng ta làm không kỹ càng thì trên quãng đường đi sẽ rất là dễ bị trượt ra, thì chúng ta sẽ lại phải mất rất là nhiều thời gian để buộc nó lại. Nhiệm vụ của anh trai của bạn Phú Quý cũng đang làm rất tốt, bởi vì anh ấy đang tạo ra những con đường bằng phẳng để cho Phú Quý di chuyển rồi. Phú Quý chơi hết mình nào con. Dưới cơn mưa này chắc chắn sẽ không làm cho bạn Phú Quý bất kỳ một khó khăn nào hết, bởi vì bạn đang có sự quyết tâm về sự chiến thắng và sự đồng lòng của cả gia đình. Cố gắng lên nào. Wow, tuyệt vời. Anh và chị quay trở lại đây sẵn sàng chờ đợi đi nào. Rồi, bây giờ cả hai anh chị có quyền leo lên và di chuyển trên ngọn đồi rồi. Cố gắng lên nào. Bạn Phú Quý cũng là một chàng trai rất là giỏi. Bạn ấy đã từng chèo thuyền rồi, Minh Ngọc ơi. Cho nên bác Du nghĩ rằng ở trong thử thách này có thể hoàn toàn cả gia đình chúng ta có hy vọng có được vượt qua được kỷ lục. Và bây giờ sẽ là phần ghi điểm ngoạn mục đây. Cả gia đình đang cố gắng là chọn vào điểm đen rồi nha. Ráng lên nào, ráng lên. Rồi, đi Quý ơi, đi Quý ơi, đi Quý ơi. Thời gian đang rất là ưu ái cho Quý luôn. Bảy phút thôi à, ráng lên nào Quý ơi, ráng lên nào Quý ơi. Anh chị cổ vũ cho Quý đi nào. Ráng lên Quý, ráng lên Quý. Đúng rồi, quay mặt lại nào, nhìn về phía trước nha. Quá tuyệt vời, quá xuất sắc luôn. Sau cơn mưa trời lại sáng. Bạn Phú Quý là người đã có kinh nghiệm rất nhiều ở trong việc chèo thuyền rồi. Các bạn cứ yên tâm, hãy cố gắng động viên cổ vũ cho bạn ấy tập trung hơn nhiều nữa ở phần còn lại. Nhanh lên nào Quý ơi, nhanh lên nào Quý ơi. Đã 8 phút 40 giây trôi qua rồi, bạn vẫn có hy vọng. Nhanh lên nào, nhanh lên, nhanh lên. Và gia đình Phú Quý, gia đình cuối cùng ở trong tập thứ 2 ở bảng D ngày hôm nay đã tạo ra một bất ngờ với sự phá vỡ kỷ lục. Tổng thời gian cả gia đình của chúng ta đã hoàn thành thử thách là 8 phút 48 giây, chúc mừng cả nhà. Và bạn tổng giám hiện giờ đang được thay đổi vị trí đầu tiên dẫn đầu hiện giờ với kỷ lục mới 8 phút 48 giây đang thuộc về gia đình của bạn Phú Quý. Bạn có muốn nói cho chúng tôi biết được cảm xúc bạn ngay bây giờ như thế nào không ạ? Dạ, rất là vui vì gia đình của em đến đây chỉ để vui chơi giải trí thôi, nhưng không hiểu tại sao lại được đứng top 1 nữa. Rất là khiêm tốn, một sự khiêm tốn rất là nhẹ. Tới đây với mục đích là vui chơi thôi, chứ không có nhu cầu lãnh giải đúng không? Dạ. Vậy thôi, mình khỏi lãnh giải nha. Có định lấy không? Có. Có chứ đúng không? Rồi, cảm ơn mọi người và bây giờ hãy chào tạm biệt khán giả đi nào. Khi chèo thuyền là phải chèo đều hai bên. Nếu mà bị lệch thì sẽ chèo cái bên mà bị lệch trước nhiều hơn bên kia. Dạ, là kinh nghiệm đó con được học từ mùa 1. Gia đình mình tới đây để tham gia chương trình á, chỉ để vui là chính và học cho bé học hỏi thêm kinh nghiệm sống là chủ yếu, chứ không có đợt tiên là sẽ được giải. Cái thành tích mà hôm nay gia đình mình đạt được là quá xuất sắc và vượt ngoài cái sự mong đợi của gia đình. Bản tổng sắp tới ngày hôm nay đã có rất là nhiều sự thay đổi. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn qua lại một lần nữa bản tổng sắp. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta đã có thêm một kỷ lục mới được xác lập trong gia đình siêu đẳng ở bảng D. Quả thật là rất bất ngờ, mặc dù là thời tiết bị ảnh hưởng khá nhiều từ trời mưa đúng không nào? 8 phút 48 giây từ gia đình bạn Phú Quý đã lập nên một kỷ lục mới, và đó cũng sẽ tạo ra những cái sự áp lực cho những gia đình ở tuần sau. Và thưa quý vị, chương trình Gia đình siêu đẳng vẫn tiếp tục đồng hành cùng với tất cả những gia đình còn lại ở bảng D của chúng ta, và mong rằng những điều bất ngờ sẽ còn tiếp diễn đúng không nào? Và khung giờ phát sóng quen thuộc của chúng tôi chính là 14:20 được phát sóng trên kênh HTV7 vào Chủ nhật hàng tuần. Đừng quên chúng tôi, bởi vì chúng tôi chính là Gia đình siêu đẳng. Xin chào.